tôi đen rồi nè, một cùi vậy trà, thấy không không, đang chân đây nè. Nhận qua mấy cái cô nó mùn cổ sâu đó, mà cũng nàng cảm thấy cổ đi về trong xa đó, ừ, là phải chịu đau thôi, cái những cái gió đó, bên đó. Tại vì ở người chị Hồ Chín còn cô là ở trong quê ở trong Sài Gòn thì chi là miền Trung mà còn chị Chín nhờ con á, chị cô về cô chơi cô tham ở đây cô chị đó, mà thấy chị đó mùng đó đó, yeah. Mà cái răng em đi lễ người ta kêu lâu nó có lễ lần mà răng cũng lây chị cũng không hết, không hết được mô, không phải là lây mà cũng bánh nhiều quán chưa hết chứ làm chưa có lây, cái bà cây là còn đưa chị còn cái mạc này lễ cả chục lần mới hết lần chưa, để nhiều lớp quá, ừ. Chứ mình lẻ cái lần hai lần đang thấy và lẻ cả chục lần đứa mới thấy xong rồi là lâu lâu sẽ có một ít lợi là mình đi còn mình làm để chẳng sạch cái lớp này và gần chục lần mới thấy được, nhiều lắm nó ở dưới sau á, còn đó thì phải lên trên thì nào mới đỡ đau được, ừ, cái mà đưa cô còn cũng bọc sau thôi, sống cái điện như đây sống của Hội An hả, bỏ ra Hội An đúng hả, ừ, hai mấy bữa con giao bà chữa bà đi đó, à chắc đúng rồi đó, con kia con bé nó mới chở vào đêm bữa này, Hồng Vân, Hồng Vân, hai đi ô tô rồi đó, và đưa cô cọc mấy tháng rồi mà cô bị đau, cô bị đau cái u trên đầu tôi mất mũ đó, cái bắt đầu cô phải thở điện ổn định này, có bình thường rồi cô, u xương kìa, bình thường mà mũ cũng ở trong xương nó biểu cái hộp sọ nứt rồi mới thấy cái dấu chót đó, ừ, kinh thiệt đó chứ, không bị đau đầu xuống rồi cô, không mặt lên cũng lâu rồi mấy năm mà không lớn cũng ha, chị khổ mà bị mổ mà cô kê trên đầu nguy hiểm, chị không lớn mổ có tự nhiên 2 năm mới lớn, cái nắng chèn xuống cô có bị được khó chịu đau không, không? Không má nhưng mà câu đầu mổ bảo hiểm được, à nó đau đó nung lên mà dạ. Đó có nghĩa là nó không không bị ảnh hưởng tới cái mát rồi chứ chứ là ok không. Đó là ô thường cái xương nóng lên đó, cái xương hợp sợ mà nó nứt rồi, nó to quá là phải nứt rồi đó, ừ. Là mụn sinh đau ra cách nãy rồi đó đây sinh đau hay nhỏ gần qua sinh đau to hay là cái mụn cổ nó to, ừ. Nó úng rồi mà khiếp luôn, khó chịu ngứa không mà đợt nó cũng lên chay để nặng đỡ đau này, nửa sau là mình tách cái da ra, nửa sau cũng đau đó, ừ. Đó đâu phải mùa thương đâu, đó trong cái bào cũng ngắt đi cục kinh, cái này con cũng cây đi da liễu mà cũng da liễu đâu không được đâu, à cái con nữa da liễu lại hà bắn la da cho cô đừng chịu nổi, bắn cây da dạ. Mà rồi anh cũng rửa thở khắc nghẹt, dạ cái này là nặng mới hết, còn da liễu đâu có biết nặng, đây em bán là da hết, bé mày cho rớt học mùn ra thâu rầu luôn, mình hướng ra liền khắc nghẹt cũng dạ. Hết thử bé khách còn bị chứ nó diễn khác quá, trạng chẳng giống muốn xỉu luôn, cái mảng sao dẫn lên đây nè, ừ. Cái hỏi cũng làm cái nằm y chứ mô bà bé bà yếu đó mà bán là da bà xỉu luôn, cái thật cái phỉnh nó chứ kêu trừ con nam số một phương nào mà nó đau thì con ngồi dậy lớn rồi mà vẫn sợ đó đi làm rồi đó, xong rồi ngầm xuống nàng im ra cái nàng được thấy một đợt cái hết luôn đó, cũng không có nhiều mà vô liễu bán mà nó xiết luôn, chứ sợ một đá mà đi bán mình chi đâu phải mua thịt đâu, dễ nặng không? Dạ dễ, bà có ít đau đó, à. Con nặng cách ra nè chứ không, lấy cái to trước, ví dụ chạp chiều đau là con mặn là cái nhỏ tiếp, ừ. Con lực qua cho cháu Nhi đỡ đau đó, nếu mua dễ nặng là nặng trước. Cô đi vài lần cái thấy, nó thấy cận cái rồi, ví dụ giờ 3 tháng nam đến có một ít là cô đi thôi. Ừ, ít rồi là đi chắc thì. Trừ là đi luôn một trận chẳng thấy. Ừ. Là mà 2-3 tuần tháng cô đi lần,
Hôm nay cỡ 10 ngày nửa tháng cô đi lại được mà. Ừ. Biển còn lớn, căng căng gần nhau hết rồi. Nó là mùng mới lây cô nào lắng đỡ đau, có dĩa ra lắm. Cái cô hôm qua bị mấy chục nam rồi, nó lúng vô trong da rồi. Ủa, mụn gió dĩa nè hả chứ? Nhưng mà ý là nhiều nam vẫn xuống ngược ở dưới cái thịt luôn rồi. À. Nó không có ở trên, không thấy trán đó, như cái thịt màu đòa đó luôn. Cô hôm qua là bị như đó luôn. Cô đang trắng tinh dĩa nè. Người khác còn mới lên sao đây. Con qua là sao đá tắt bực đó mới ra được. Phải chịu đá. Thì cô chịu đá đó, cô đau gấp mấy lần cái mùng cô dĩa ra này. Cô có lễ lần rồi. Dạ. Cô lễ lần thứ ba đó. Ừ. Cô lễ ở trong quê á. Người về quê rồi con mới nó thấy rồi. Là cô chưa lễ nhà câu hả? Chưa. Ấy lần lễ bầm mặt cô luôn đó. Lễ trong quê của cô em lễ trong quê. Em không biết lễ đâu, hồi đó khó là mấy đứa khơi không được bầm đúng rồi, nó khơi nhiều á. Mấy đứa mặn làm sờ ba, nó khơi không nậu một đá đâu, không khó đó. Đó là xác định được cái là mình đáy không không. Mấy hàng 10 giờ đó, mấy người đi hàng 9 giờ mấy không đi, đi trễ hết. Con nó cô 10 giờ mấy đấy. Mấy cô này, mô nó 9 rưỡi. À. 9 giờ chị cô đưa 9 giờ, ông kêu thôi 9 rưỡi. Con kêu là con lên cô đợi chứ đúng không? Dạ, dạ. Thì ấy là mấy người không đi. Cho cô, đợi, cô đi từ cái nhà cô 9 giờ 10 cô đây mà đây đây. À, ta đi lọt. Con bé này không đồ 9 giờ này con đẩy tới 10 giờ luôn đó. Giờ nặng hàng tới 4 giờ. Cho cô đi quanh biết họ không ai biết rồi. Cái vụ con bún nó họ còn nó chỉ đó. Cô rồi cô có đi từ ngồi nhậm thẹn vô cô thấy cái Vinmart đó. Vinmart đây cô đi khỏa xuống đường dưới đường rầy xuống dưới kia luôn. Dạ. Mà nó không chịu điện. À có nghĩ nghĩ thôi điện lồn đi đi đây đây miết họ ông được có đi lên lẹ có họ cái con bún bún chỗ kia kìa bên kia đường kia. Cắn kêu là cô lẹ chỗ nó cái cô thấy một bè một là cô vô dưới Vinmart đó. Ta đi gọi đào ta tán ta cày sạch sẽ để cho mình lễ gì vậy chứ đánh cây nhất dính cây nữa ghê ha không sợ xóm tự nhiên nó đi ái cái đánh chỉ chống nắng nghe cái là nghĩ là thôi để điện câu hơn tụi bay thua chưa đánh chống nắng đồ đó à cái điện công ra ông nói là thôi 9 giờ có người rồi 10 giờ cô hãy đi tắm như rồi đó rửa mặt sạch sẽ cho mình nặng cái gì chứ không trơn. Làm sạch mà một mùng nó ít đau ở trên cái cô ngạn qua thì mới kinh cười lắm đó cô ngạn qua cái mùng mà y mùng thịt đó thể tưởng mùng thịt đâu đó cười ra mấy cái trứng to áo vào như cái thịt chúa mấy đứa này mùng thịt là bán đây là dạ mùng đó vẫn thành thịt với mì thịt đúng không có nhiều cái chân là không phải lấy cái kẹm rỉ mà ra luôn thành qua thịt luôn lâu quá à dạ đại học muỗng lùa đó của cái giờ căng tụt xuống lại mắng điên cái đó cái kèm giật ra cho nào chứ đâu có bung nó không bung ra khỏi giờ rồi cô dĩa ra này thế là cô đầy mít cái lòng cho hết về lần mít cô chịu khó chẳng đẹp cho là chục lần là nhiều nhất đây lần hết sạch cái mặt đẹp chứ với rửa mẹt đúng sướng không cần chịu chí nấu không ngứa còn ạ dạ không ngứa mấy cô nó kêu ngứa cô hôm qua là hai chị em bà điện thoại với nhau mà già rồi đó mà thấy bà em điện thoại thấy mụn cả mặt thấy biểu gì đây mua bé ba về tao dặn đi nặng mụn nặng ba lần rồi đó ba thằng có nhiều không nhiều chữ gì đâu hôm qua là gần sạch sẽ luôn đó hôm qua là con mát ở dưới sau hết cho bà luôn nói chung là cô phải chịu đau được á là nặng nhiều lắm nhanh hết còn nhiều cô vô có ớ còn đâu giống nặng nhiều biết là phải chịu chứ đúng rồi chứ cô chịu... nhỏ cô làm lễ mà nó đau mình chịu được là mình cứ cô chịu. Lấy cây kim tiêm thuốc và kim sọt á kim lớn á hơn mọi nên luôn đâu rồi cô bắt đầu là cô soi gương cô chích vô cái đầu là bà cô nặng rồi hết nhưng mà những cái mục bự thôi
cái mà trắng to rõ kia. À, trắng to rõ. Cái nổ nhỏ quá. Mà lùm còn hầu một mình nạn cũng mày cũng đa chả nước mắt. Ghê quá. Kinh không? Xịn không? Đây là con nàng lần mấy trăm hột luôn chứ nhỏ này nó có mấy hột không chị? Mỗi lần có lùm 10 hột cũng nghĩ. Xịn hơn mình thế nè. Con có hột muộn nè không được á. Theo thời nè. Con sợ nó bầm quá không muốn từng nè. Chịu khó nói chi còn nạn dễ, còn lồm nhỏ là nạn đau lắm. Ở dưới thịt cũng đau hả? Ừ. Tuần 10 ngày đó cô rảnh cô đi tiếp. Ừ. Con mát tiếp mấy cái nhỏ hơn. Rảnh nha. Đi lồm luôn nha. Trời, con lấy hộp thuốc nhỏ nhỏ có gì cô thoa ngày 2-3 lần vô hệ. Chứ con mát cây nghệ đó, con thoa chẳng lành, khô nhanh. Còn con nẻ không có giáo nhiều mô. Mấy đứa nó còn không quen, khơi tắt mặt cô ra đó chứ. Tím thôi chứ, đây nè không có tím luôn. Nè, họ có chùm đó rồi mà. Có không? Chùm, không có chùm vô con mẹ, không có thăm chứ chân á. Do họ lộn không được. À, không ra mà chính bà lùi mây bà kể là nạn sáng chùm... À, con lẹ không trúc, xíu con lẹ không trúc. À, là không trúc, không sưng không chứ. Dạ, không sưng. Về cũng khỏe bà kể rồi mà. Lấy thuốc gì bà lùi. Bà nó cô vô, cô thăm, bà cô chơi rồi bà đưa ta cái cọt. Bà đây như dầm mỗi cái cọt á. Ta thấy bà cầm ra có nhiều mà. Tội. Cái chô là hậu on mà cứ mày bây giờ bòm xanh điều mạc đô đẹp không nhá, chầm cháy ra. Ừ. Tậu lắm chị, nó gì tậu lắm chị, chín đấy. Mấy bữa chị điện ấy, chị hỏi mi đây cho tao kêu chưa, em đau cái đau em mới mũ gì cho nên em chưa đây. Bữa bò nhỏ rồi đó con, mấy hồi không có dưới cổ, không có dưới ta trên đài giờ nó cũng lây miết ra khổ, lây miết không giờ cũng lây chứ, thành ra bởi phải nền nàng đây thì chẳng thấy cái đợt nếu buổi sáu lần lâu lâu cũng có một ít thôi. Ừ. Trời mà cô không lấy mà bốn dồn là chị chỉ nổ, nói chung là cứ lâu lâu là lo đi lái. Trời là tuần 10 ngày đi đi đã, để con lấy sạch cái lớp cũ đi đã. Ừ. Còn lớp mới là sao nó thấy rồi là giờ có mấy là đúng. Ừ. Rồi biết là có mấy người khỏe lấy hết mấy cái cũ đi đó đã, rồi cái mới là hình thành sao nên lấy sao có con rồi con đây. Mấy bữa cô đi lần cái lần chó nạn nạn cô thấy ái quá thôi. Bầm quá đúng không? Bầm mà diện không lái không hết. Ừ. Chua nạn mấy tiếng đồng hồ con ơi. Thì còn nuốt lồ không được lắm banh cái mạc cô chết. Có khơi miết ra mô, mẫn tím cái mạc đúng rồi. Bây giờ mình bóp tới bóp lui lẫn tím chứ. Tím dài dịch á. Đúng gì. Con này cô mạc cô bình thường không có chị chân. Nè. Chỗ mấy mát cũng đà lắm. Vừa mấy mát vừa lòng. Ừ. Vừa xa. Trành trón nữa nè. Trành trón rồi. Cho vừa dẹo quyết mặt bàn trắng đều nè. Vừa xa. Cháu ơi, kể nhân nạn chứ giò rồi. Ừ, nó khó chịu ôm chứ. Cháu ok đây, qua lộn chị biết, ngứa. Với lại giò rồi, giò luôn cho đẹp chứ. Đúng rồi, giò phải đẹp chứ không phải giò rồi đĩa gớm ghê trời. À, vì đâu mau đồ không phải đi bán cho nó tráng cái mặt đó chứ. Giò em đã để cái mặt với ôm đó. Chị giò trả giò có tiền lộn đẹp hết á. Chứ lồn nó hằng đó bao nhiêu tiền con không dễ mà. Không ấy à, mấy người họ lồn đầy của con nè. 60 tuổi mà họ còn đi đẹp ngực. Cứ mãi cái này chuồng. Cá bỏ này trời mà cháy tại vì đứa à, nó ví dụ mình chăm sóc do rồi thì còn ấy con hiền. Dạ, 60 tuổi mình lấy mình mập mình rồi mình cho dũng căng rồi thì vừa. Chứ còn đi đẹp ngực đồ do rồi lồn chi bỏ cái này. Mới có dùng máy nữa mình nó bỏ lồn chắc bỏ nó dùng. Rồi kiếm phi công. Bỏ cháy mà cười thúi đào luôn. Bên. Đó đỏ rồi. Đỏ sướng. Mẹ cũng thấy sướng ha. Dạ, bốn bốn hộp muỗng đồng quy nó còn đỏ. Nhiều.
xíu luôn. Rồi, cái kia rớt ba. Ba đây nè. Thank you. Bye.